bên kia họ không cho tôi đi á, thì bây giờ tôi không biết là giờ này tôi là cái gì nữa. Ít ít nhiều tôi có ngày hôm nay là cũng nhờ công cộng sản, đúng không? Trước khi mua cái ghế massage của Loraco thì tôi đã tìm hiểu rất là nhiều cái thương hiệu khác, biết rằng là cái loại ghế này của Loraco đã được là sản xuất để phục vụ cho quân đội Mỹ phục hồi sức khỏe. Tôi bị khớp rất nặng cho nên là bác sĩ không cho đi bộ, không cho đạp xe đạp, và tôi đã chọn cái ghế massage của Loraco và tôi thấy rằng kết quả rất là tốt, rất là hài lòng. Tôi thấy rằng tôi ngủ rất ngon. Ghế massage giống như là người thật massage cho mình vậy. Bởi vì ổng là sĩ quan tình báo, anh sĩ quan tình báo mà anh biết là từ từ khi mà ổng lớn lên 21 tuổi mà ổng đã coi thế này cho viện trợ Mỹ rồi, thì những cái đó tôi có hình, tôi có thể trình bày anh sau này. Tất nhiên là ổng đi giúp dân làm sao, ổng liên hệ với chỗ nào ổng ai muốn vô phi trường ở cộng sản hả, no problem, ổng ký giấy là vô làm, bởi vì họ kiếm cơm mình kiếm ở họ. Thì ai biết ở Đà Nẵng mà ai đã từng đi vô làm phi trường Đà Nẵng mà biết vậy. Thì khi ông ba trình diện thì tôi nhớ lúc đó là khoảng 7 giờ tối đó, thì thấy người ta chở ông về và người ta nói là ba lên ba họ chở ba lên chỗ trại Lôi Hổ đó. Nhưng mà tôi biết trại Lôi Hổ tức là ngay cái chỗ Tổng Y viện Duy Tân á, thì khó khăn là tôi đi thăm nuôi ổng với ai. Thì lúc đầu á, thăm nuôi anh biết là một tháng thăm một lần, tháng thăm một lần á, thì nghĩa là không có gì hết trơn. 3 năm đầu mà bên quân đồ họ giữ á, là tôi là những người đích thân đi thăm nuôi. Nhưng mà khi họ chuyển qua bên công an á, thì công an chỉ có cho là 3 tháng và 30 kg thôi. Thì tôi phải cân đúng hết, nào là mấy ký bột, rồi bao nhiêu cái thịt sấy khô, rồi phải cân đo đong đếm 30 kg. Có nhiều khi mấy ông trong đó anh biết rồi, ở thường thường mấy cái trại đó là nó đi xuống dốc, mà khi mình gửi nhiều quá mà lên đó là làm sao mà gánh lên nổi, nặng lắm, 30 kg nặng lắm. Thì họ hạn định 30 kg, mình phải theo 30 kg rồi 3 tháng, 3 kg 3 tháng. Nhưng mà tính ra thì đến khoảng 83 thì tôi thấy gia đình tôi vẫn thăm nuôi đầy đủ. Đã đạo vì cộng, hèn với giặc, ác với dân. Vâng. Vì sao ông muốn hòa giải với chính quyền Việt Nam? Ông cứ nói ạ. Ông cứ nói tự nhiên ạ. Vâng. Vâng, không sao ạ. Tự nhiên ông nói ngôn luận ạ. Vâng. Vì sao ông muốn hòa giải ạ? Mỗi lần tôi qua ở Bắc Mỹ tôi thành công. Nếu như tôi ở Việt Nam tôi không có thành công. Nếu mà thành công anh sẽ cảm ơn nước Mỹ, không phải cảm ơn Cộng sản. Tôi cảm ơn cả Cộng sản luôn. Anh đây cảnh sát đi chụp hạt chơi ở đây khỏi đi chứ đây là chết rồi khác thôi. Là một người con của sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa đã trải qua hết tất cả những cái hỷ nộ ái ố của cái cuộc chiến, nào là chứng kiến ngày 30 tháng 4 miền Bắc chiến thắng miền Nam như thế nào, rồi bố phải đi cải tạo, chính bản thân anh và anh chị em của anh cũng phải đi vượt biên và bị bắt rồi đi tù như vậy. Thấy là anh không có một cái điều gì cho thấy là anh oán hận cộng sản cả. Vì sao vậy? Oán hận cộng sản gì? Thì thực tế ra đó là anh biết rồi. Nhiều khi á mình ở đây mình làm ăn khá, mình muốn về Việt Nam mà cứ trong đầu cứ suy nghĩ ô cộng sản ác lắm thì mình làm sao mình về. Mà mình giả dụ như tôi mới mới giàu có là công sức của mình, còn những người đi trước người ta còn giàu hơn tôi có bội lần, người ta có nhiều connection, người ta muốn về Việt Nam người ta làm ăn, rồi người bên Việt Nam á, họ cũng muốn làm ăn, muốn kết nối để mà phát triển xây dựng quốc gia. Nhưng mà trong đầu lúc nào cũng cứ suy nghĩ mà cộng sản với quốc gia thì làm sao mà đất nước nó phát triển được, chuyện đó thôi. Thì bắt buộc tôi mới nói chung tôi, anh biết là tôi ở đây tôi cũng coi rồi, ông tôi cũng biết ông già ông không có hiềm khích ai, chứ từ bây giờ nói hòa hợp hòa giải dân tộc. Nhưng mà mình phải nhớ một cái mấu chốt á, ông kể hòa hợp dân tộc nó là phạm trù đấy. Ông kể những người vì lý tưởng á thì ai giữ cờ đó, nhưng mà vấn đề mà bình thường giống dân như tôi xóa bỏ hết tất cả thì vấn đề hòa hợp dân tộc. Mà mấu chốt tại sao người ta nói cộng sản nó là ăn cướp,
đó là tại vì người ta không có hiểu. Ăn cướp đó là chỉ có những người địa phương, người ta lợi dụng chức quyền người ta mới lấy cái này lấy cái nọ. Còn như mà tụi tôi giấy tờ đàng hoàng, với là kiểu suy nghĩ của tụi tôi không thể là chịu ăn cướp được. Chẳng qua giai đoạn kinh tế khó khăn, người ta tưởng mình giàu có thì người ta vô người ta lấy, nhưng mà thực tế tụi tôi cũng khó giống như anh vậy. Chiến tranh mà có nào làm giàu được đâu. Muốn đi vượt biển phải có tiền chứ. Họ giàu hơn tụi tôi nhiều. Tụi tôi á là con sĩ quan, tiền đâu mà đi vượt biên. Giỏi lắm á, có nhà riêng thì đâu bao nhiêu ngày, còn ở cư xá thì cất tiền cũng giỏi lắm, giống như tôi nói đó. Đi vượt biên thì phải có tiền, at least vài ba cây, năm cây vàng. Thì những người mà đi vượt biên thì hầu hết là những con nhà giàu, bởi vì họ cảm thấy chế độ không có thể phát triển được thì họ đi, đó là của người ta. Còn mấy bản thân tôi, họ cho đi ra đi trong đống trật tự, mặc dù là hai bàn tay trắng. Vào thời điểm đó tụi tôi qua đây phải trả tiền vé máy bay đủ thứ chuyện hết trơn, những người HO biết rồi. Nhưng mà nhờ có sức học, có sự hiểu biết, qua đây ai cũng thành tài. Con cháu có đứa nào mà cụ bác đi homeless đâu. Tôi qua đây cái này là chính kiến về vấn đề mà chính trị á, là không có. Mình muốn sống xã hội nào do cái tài năng của mình thôi. Tức là ở xã hội nào cũng có sự chèn ép, đúng không? Ở đây cũng vậy. Ở đây đừng có nói ở Mỹ là không có đút lá, không có corruption. Bên kia họ không cho tôi đi thì bây giờ tôi không biết là giờ này tôi là cái gì nữa, làm cái gì nữa. Giỏi lắm rồi sơ kiếm sống đâu được, bởi vì thực tế là có vốn lý gì đâu. Mỗi người cá nhân có hoàn cảnh khác nhau, nhưng riêng tôi qua đây tôi thành công, có đủ thứ hết trơn à. Không sợ gì, tới già tôi cũng mình làm, mình đóng góp xã hội, mình có tiền hưu. Thành ra tôi phải cảm ơn cộng sản, đúng phải không nào? Ít nhiều tôi có ngày hôm nay là cũng nhờ công cộng sản, đúng không? Giờ này người ta nói là Việt kiều là khúc ruột ngàn dặm, thì tôi chắc chắn là họ phải theo cái điều đó. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước. Bấm vào nút đăng ký và đừng quên bấm vào hình cái chuông để nhận được thông báo khi có video mới.